Sáng ngày 13 tháng 5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 trong nước, phân bổ cho các bộ ngành địa phương dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Qua thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường nhận định, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định bổ sung dự toán vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm mục đích điều hòa giữa nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là phù hợp về thẩm quyền theo nghị quyết số 43. Tuy nhiên, theo khoản 4 điều 6 quy định của nghị quyết số 43, Quốc hội đã giao Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn. Tại tờ trình này, Chính phủ mới trình số bổ sung dự toán năm 2022 là 18.349,4 tỷ đồng. Chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Đề nghị Chính phủ cần khẩn trương hoàn thiện, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình, ông Nguyễn Phú Cường nêu rõ. Sáng ngày 13 tháng 5, phiên sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo trong vụ buôn bán thuốc giả nhãn mác Heal 2000 Canada xảy ra tại công ty VN Pharma, tiếp tục xét hỏi đến các bị cáo thuộc Cục Quản lý Dược. Trả lời hội đồng xét xử, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trình bày, quy trình đăng ký thuốc đi từ các chuyên gia mới đến Cục trưởng, sau cùng mới đến các phòng hội đồng xét duyệt. Đối với thuốc giả nhãn mác Heal 2000 Canada, bị cáo Trương Quốc Cường thừa nhận có thiếu sót trong việc cấp số đăng ký, các thiếu sót này từ các chuyên gia thẩm định. Với sai phạm này, cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Trương Quốc Cường thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Chiều nay ngày 13 tháng 5, phiên tòa tiếp tục làm việc. Với mong muốn duy trì tích cực các hoạt động hỗ trợ cuộc sống của nhân dân địa phương, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 và số 4 của Việt Nam đã cùng nhau thực hiện thiện nguyện ý nghĩa tại trại tị nạn, căn cứ Bentiu, Nam Sudan. Tại buổi từ thiện, đại diện hai đơn vị đã cùng nhau gửi tặng các món quà gồm 50 suất dung dịch xà phòng rửa tay, hơn 100 lít nước cam giải khát tới hơn 50 hộ gia đình. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các y bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn người dân trong khu trại tị nạn cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở để phòng chống bệnh dịch, nhất là khi mùa mưa đang đến và sự xuất hiện trở lại của bệnh than tại Nam Sudan. Liên quan đến vụ một nhân viên cây xăng bị đâm bằng kéo ở huyện Hóc Môn, ngày 13 tháng 5, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, danh tính nghi phạm gây án là H, sinh năm 1989, ngụ huyện Hóc Môn. Quá trình làm việc, người này có biểu hiện bất thường và không khai báo với cơ quan công an. Người nhà của đối tượng cho biết, đối tượng có bệnh tâm thần. Công an đã tiến hành đưa đối tượng đi giám định để xác định người này có bệnh thật hay không và xử lý theo đúng quy định. Trong bữa tối ngày 12 tháng 5 trước khi khai mạc hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Washington vào ngày sau đó, Tổng thống Joe Biden đã cam kết viện trợ 150 triệu đô la Mỹ hỗ trợ ASEAN củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng, năng lực an ninh và ứng phó với đại dịch COVID-19. Cụ thể, khoảng 150 triệu đô la Mỹ này sẽ được chi giải ngân cho phục vụ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại các nước với mục đích khử carbon của các nhà máy điện trong khu vực 40 triệu đô la Mỹ, an ninh hàng hải 60 triệu đô la Mỹ, quỹ hỗ trợ y tế 16 triệu đô la Mỹ để phát hiện sớm COVID-19 và ứng phó với các dịch bệnh hô hấp. Ngoài ra, nguồn viện trợ này sẽ được phân phối hỗ trợ các nước trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng các đạo luật về trí tuệ nhân tạo. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ khai mạc ngày 13 tháng 5 tại Washington là hội nghị cấp cao đầu tiên của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Nhà Trắng và là cuộc họp đầu tiên do Tổng thống Hoa Kỳ chủ trì kể từ năm 2016. Hai trận đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện được trình độ vượt trội so với các đối thủ Indonesia và Philippines. Lối chơi của Myanmar vốn tốc độ, chơi ngắn và dựa vào nền tảng thể lực rất sung mãn. Hàng tấn công của Myanmar ghi đến 6 bàn sau 2 trận là điều đáng nể. Vì vậy, đây là trận đấu rất cần sự tập trung cao độ của hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Điểm yếu của hàng thủ Myanmar là khả năng không chiến, thường mất tập trung khi tiền đạo đối phương dồn ép, vây hãm trong vòng cấm.
rất có lợi cho mẫu tiền đạo cắm như Tiến Linh trong cuộc so tài này. Trận đấu giữa U23 Việt Nam, U23 Myanmar được VTV6 trực tiếp 19 giờ tối nay ngày 13 tháng 5. Trong những câu chuyện của các bà cụ hay tụ tập ở quảng trường, bạn sẽ nghe thấy họ liên tục nói về đứa con bé bỏng của tôi là những con chó và mèo cưng. Có những cặp vợ chồng khi ly hôn, phân chia tài sản của mình một cách nhanh chóng và thân thiện, nhưng lại tranh cãi gay gắt về chó mèo. Theo một báo cáo được công bố vào năm ngoái, hiện có hơn 108 triệu vật nuôi ở Trung Quốc, trong đó khoảng 60% là chó và phần còn lại chủ yếu là mèo. Đã có nhiều giống chó và mèo khác nhau được du nhập vào Trung Quốc, một số loại có giá lên tới 500.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng. Thị trường vật nuôi tại các khu vực thành thị của Trung Quốc ước tính trị giá 298,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 46 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Sách trắng dự báo rằng thị trường vật nuôi của Trung Quốc sẽ có tốc độ tăng trưởng kép là 14,2% trong 3 năm tới và trị giá 445,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 70 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2023.